Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán nhà đất Tây Ninh. Hôm nay em Hậu đang có mặt tại khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh để gửi đến quý anh chị mình một cái bất động sản đầu tư siêu lợi nhuận luôn. Và ở đây quý cô chú anh chị nào mà chúng ta muốn tìm một cái bất động sản mà vừa có thể ở, vừa có thể sinh lời được thì đây là một cái bất động sản mà rất là phù hợp cho quý anh chị, vì đây nó là thuộc khu phố 7, phường 3. Xung quanh đây đầy đủ tiện ích và đất của chúng ta là hai mặt tiền. Ở đây quý anh chị mình sẽ được có một căn nhà và 5 cái phòng trọ. Thì ở đây bây giờ phòng trọ thôi quý anh chị cũng đã cho thuê được đâu đó cũng khoảng 1 triệu rưỡi một tháng rồi quý anh chị. Đó, ở đây bên đây một căn ha. Và bên đây chúng ta sẽ có thêm 4 căn giải bên đây nữa là quý anh chị. Đó. Thì hiện tại chị chủ là đang có nhu cầu bán nên hiện tại là không có cho thuê, nhưng mà cũng rất là nhiều người đến đây muốn thuê cái của 5 cái căn này nha quý anh chị. Đó. Thì diện tích của từng căn thì nó cũng rất là lớn. Ở đây mà mình cho thuê thì học sinh cũng có thể thuê được nè, tại vì gần trường ở đây là trường TTC nè. Rồi những cái trường cấp 3, cấp 2 là đầy đủ xung quanh đây hết luôn. Đó. Đây là chúng ta có 5 căn nha quý anh chị. Đó, đường ở đây là đường ô tô đi cũng được luôn. Đó, thì theo hướng này là quý anh chị mình sẽ đi ra là cái đường phố biển, đi ra đường Hoàng Lê Kha ha. Đó, còn cái hướng này thì chúng ta sẽ đi ra là đường Quỳnh Công Giảng cũng như là đường Nguyễn Trãi nè quý anh chị. Đây, tới cái ngã ba này mà quý anh chị mình quẹo trái á, là mình sẽ đi ra Quỳnh Công Giảng ha. Còn mà mình đi thẳng này á, là sẽ đi ra Nguyễn Trãi nè quý anh chị. Đó, đối với một cái bất động sản hai mặt tiền đầy đủ công năng cho quý anh chị mình luôn. Đó, ở đây mà quý anh chị mình đi theo hướng này là Quỳnh Công Giảng nè. Đó, đi ra siêu thị Cốt Mắt luôn á quý anh chị. Kế bên đây luôn, từ đây mình đi ra siêu thị Cốt Mắt là mắt của quý anh chị mình đâu đó nó chỉ có 5 phút đi bộ luôn. Đấy, ở đây là một căn. Còn cái đây đó là cái sân nắng. Đó, để mình phơi đồ đạc dùng chung ha. Và đây là cái căn nhà của chúng ta. Đấy, như quý chị thấy là mặt dựng là cũng dán gạch đồ hết rồi. Cửa đây là cửa sắt sơn giả gỗ nha quý anh chị. Đây là sắt sơn giả gỗ có kiến cường lực ở đây. Nền móng cao ráo. Ở trên là mái hiên, đầu là mái tôn rồi đưa ra ngoài luôn nè. Trần là thạch cao nha quý chị. Đó. Đây mình có một cái phòng khách. Nhà chúng ta sẽ được thiết kế là một phòng khách nè. Ở đây là phòng bếp, phía sau là toilet. Ở trên lầu, trên gác chúng ta sẽ có hai cái phòng ngủ ở trên ha. Đó. Khu vực này là quý anh chị mình nhà mà hai người là sống thoải mái, hai người ba người, rồi mình cho thuê luôn phòng trọ là tuyệt vời luôn. Đấy, ở đây mình để salon tiếp khách rồi là cũng ok. Và đây là cái khu vực bếp. Khu vực bếp chúng ta sẽ có ổ điện, dán gạch đầy đủ hết. Đó, sạch sẽ nha quý anh chị. Đấy. Và đây là khu vực nhà tắm toilet, thì ở đây chúng ta sẽ có cái nhà tắm và toilet ở bên đây. Này, đây là khu vực nhà tắm. Bên kia là toilet. Dán gạch đồ sạch sẽ hết. Quý anh chị mình thấy là nhà cũng thoáng mát là do là có rất nhiều cái cửa sổ để thông gió. Đó, giúp cho là nhà chúng ta là thoáng gió ha. Này, bây giờ mình đi lên lầu, mình coi trên lầu nó ra sao hả quý anh chị. Đó, ở trên lầu đây quý anh chị thấy có hai cái phòng ngủ phía trước á, là chúng ta có một cái sảnh ở phía trên nữa để mình có thể là làm phòng thờ. Đó, còn ở đây là được dán gạch rồi, trần cũng cao ráo. Đây là hai cái phòng ngủ nè quý anh chị. Đó, hiện tại là có một cái máy lạnh tặng cho quý anh chị luôn nha. Đó, dán giấy dán tường. Đây, cao đèn rất là dễ thương, bé bé xinh xinh. Đấy, thì với một cái căn nhà mà đầy đủ tiện ích có thể sinh lời được, nằm khu vực phường 3 thành phố Tây Ninh, cách Vincom Tây Ninh, cách trung tâm của thành phố Tây Ninh chỉ có 5 phút đi xe máy thôi. Đó, từ đây mình đi ra
ngay Vincom là quý anh chị mình đi rất là dễ luôn, chạy một lèo 5 phút là tới. Siêu thị Cốt Mắt thì quý anh chị đi bộ 5 phút đó, mình đi đâu cũng tiện. Rồi trường quốc tế, liên cấp quốc tế IGC thì cách ở đây của quý anh chị mình á là chỉ có là 5 phút đi xe thôi. Và như quý anh chị thấy nè, ở kế bên đây chúng ta sẽ có một cái khách sạn là Sunrise Hotel nè. Đó, là ngay chỗ đó là đối diện luôn là cà phê, rồi có luôn hồ bơi nè, rồi có showroom Toyota. Đó, rất là thuận tiện luôn. Rồi quý anh chị mình đi ra đường Cách Mạng Tháng 8 nó cũng thuận tiện. Đi đường nào nói chung là ở đây nó là trung tâm rồi, đất phường 3 mà quý anh chị. Đó. Thì quý anh chị nào mà ở bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh mình đến đây á là nó sẽ mất của quý anh chị mình là 90 cây số. Còn ở Thủ Dầu Một Bình Dương đến đây là cũng khoảng là 85 cây, còn Đức Hòa Long An á là 75 cây nha quý anh chị. Đó, với một cái diện tích, một cái tiện ích như vậy. Đó. Thì bây giờ em Hậu xin mời quý anh chị mình xem qua cái cuốn sổ đất trước nè và kế hoạch sử dụng đất cũng như cái quy hoạch ở cái khu vực này. Và sau đó là cái mức giá của cái căn nhà nha quý anh chị. Ở đây chúng ta sẽ có một cái sổ đất á, là thửa là 148 tờ bản đồ số 49, khu phố 7 phường 3 thành phố Tây Ninh. Tổng diện tích là 135,6 m² và sử dụng riêng và đất ở lưu thị. Đó, ở đây quý anh chị thấy nè, đường bê tông 4 m, đường 4 m ha. Chúng ta có cái mặt ở trước á là 14 m này quý anh chị. Nó cái cạnh ở phía sau là 6 m. Còn cái cạnh bên đây á quý anh chị mình thấy là đâu đây là mình cũng phải có được 18 m. 19 m luôn á quý anh chị. Đó. Nhà thì mình có thể là quay về là tính là quay về hướng hướng nam ha. Đó. Thì nãy giờ quý anh chị mình đã xem qua cái sổ đất nhà rồi, cũng như là kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 rồi. Thì bây giờ em Hậu xin gửi đến quý cô chú anh chị mình một cái mức giá mà chị chủ mong muốn gửi đến quý anh chị á là 2 tỷ 600 triệu. Với mức giá 2 tỷ 600 triệu thì quý cô chú anh chị mình hoàn toàn có thể sở hữu được một cái căn nhà ở nè, 5 cái phòng trọ cho thuê luôn. Mà nhà phòng thì căn nào cũng có gắt lửng luôn nha quý anh chị. Nó khu vực phường 3 thì mình cho thuê một cái một là xong xuôi hết. Thì giá cho thuê ở đây thì dao động nó cũng phải từ 1,5 triệu một ca một phòng. Nó tại vì nó trung tâm mà. Đó. Thì quý cô chú anh chị nào yêu thích cái bất động sản này thì hãy liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh theo số điện thoại là 0839 666 736 để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị nha. Và kênh mua bán nhà đất Tây Ninh thì chuyên mua bán ký gửi nhận vay video bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Quý anh chị nào đang có nhu cầu tìm mua bất động sản nào muốn quay video quảng cáo bất động sản thì hãy liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh theo số điện thoại là 0839 666 736 để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị mình một cách tốt nhất. Và đừng quên hãy cho em Hậu một đăng ký kênh, một chia sẻ để giúp cho anh chị không thể bỏ lỡ những cái video mà khi em Hậu gửi đến quý cô chú anh chị, cũng như là những cái cơ hội đầu tư. Và bạn bè anh chị thì nhiều khi cũng đang tìm, nhưng mà quý anh chị chia sẻ thì bạn bè anh chị có thể thấy được những cái video và có thể cùng quý anh chị lên Tây Ninh để mà đầu tư. Đấy. Có thể chia sẻ những cái cơ hội đầu tư cho bạn bè của anh chị. Đó. Và đừng quên cái khung giờ vàng của chúng ta là 7 giờ sáng hàng ngày thì em Hậu sẽ gửi đến quý cô chú anh chị mình những cái bất động sản có giá trị tại thị trường tỉnh Tây Ninh. Đấy, mình cứ ngồi tại nhà mở kênh YouTube mua bán nhà đất Tây Ninh để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị mình đi xem nhà mà mình ngồi tại nhà vẫn có thể xem nha quý anh chị. Đấy. Và bây giờ từ vị trí cái bất động sản này thì em Hậu sẽ đi một vòng xung quanh đây để cho quý cô chú anh chị mình thấy được đường xá dân cư ở đây như thế nào nha quý anh chị. Xin mời quý anh chị.
Và từ vị trí căn nhà thì bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngay siêu thị Co.op Mart nha quý anh chị. Đó, đường này như quý anh chị thấy nè, nhà ô tô rồi đi là thoải mái. Đó, khu vực phường 3 là đông dân cư rồi, nhà cửa thì san sát nhau rồi, nó là trung tâm của trung tâm nha quý anh chị. Nhà chúng ta là nằm ngay vị trí là quý anh chị mình đi hướng nào nó cũng thuận tiện hết, rất là nhiều cơ hội để cho quý anh chị mình có thể đầu tư. Thì ở đầu đường ở đây nè quý anh chị, đây là đường Quỳnh Công Giảng ha. Đó, và ngay chỗ này là khu dân cư Phú Thịnh nè quý anh chị, ngay chỗ siêu thị Co.op Mart luôn. Đây là đường Quỳnh Công Giảng. Quý anh chị mình từ nhà mà mình đi bộ ra đây thì chỉ có mất có phải quý anh chị mình khoảng là 5 phút thôi. Đó, rất là gần, rất là thuận tiện cho quý anh chị luôn. Đó, ở đây là siêu thị Co.op Mart ha. Đó, kế bên và đây là bệnh viện đa khoa Lê Ngọc Tùng nè quý anh chị. Đó, một cái nơi mà rất là nhiều tiện ích. Và ở đây chúng ta sẽ có là con đường, lại là con đường Hoàng Lê Kha. Và hướng bên đây là đường Cách Mạng Tháng 8 nè. Đó, hồi nãy em Hậu có quay cho quý anh chị thấy là cái chợ đường Hoàng Lê Kha là ngay chỗ khách sạn Sunrise nè. Rồi chỗ mà bán xe Toyota đó, showroom của Toyota đó quý anh chị. Đó, là nó nằm ở đây ha. Đó, trung tâm nhà văn hóa thể thao của tỉnh Tây Ninh mình là cũng ở đây luôn. Đó, đây, bảo tàng tỉnh ha. Đó, rất là nhiều cái tiện ích xung quanh đây nha quý anh chị. Đó, ở đây quý anh chị thấy là chúng ta có là một cái khách sạn Sunrise. Cái bất động sản của chúng ta là sau lưng cái khách sạn Sunrise này nè quý anh chị. Đó, khách sạn, nhà hàng, tiệc cưới. Còn ở đây là showroom Toyota. Đấy, cà phê Helen Coffee. Rất là nhiều tiện ích. Thì tới đây á, mình đi thẳng á, là mình sẽ ra đường 30 tháng 4 để quý anh chị mình về thành phố Tây Ninh cũng như là đi về thành phố Hồ Chí Minh. Đó, đây là đường Hoàng Lê Kha. Còn bên đây á là đường Võ Thị Sáu nha quý anh chị. Đấy, ngay chỗ này rất là nhiều cái văn phòng công chứng nè, rồi khai thác thủy sản, rồi trung tâm nước sạch, nhà máy đường. Thì ngay chỗ này á quý anh chị mình đi tới tí xíu là nó sẽ có trường trung cấp nghề, rồi trường cấp 3. Đó, và đây là cái con đường cũng sẽ dẫn vào cái căn nhà của chúng ta nha quý anh chị. Đấy, đường này ở đây á là chúng ta sẽ có là cục quản lý thị trường tỉnh nè. Đó, cũng rất là nhiều cái tiện ích. Sở công thương rồi cũng sẽ nằm trên con đường này nha quý anh chị. Đấy, từ nhà chúng ta là đi vòng vòng xung quanh là quý anh chị mình sẽ thấy rất rất là nhiều tiện ích. Đó, một tí xíu nữa thì em Hậu cũng sẽ chạy ra cái đường ở phía ngoài đây để cho quý anh chị mình thấy những cái trường học đồ xung quanh đây rất là nhiều. Đó, cái đường này là nó cũng là gọi là đường Quỳnh Công Giảng luôn nè quý anh chị. Đó, đường này á là quý anh chị mình sẽ được đi ra là cái trường IGC, và đây á là cái đường để vô nhà của chúng ta nè quý anh chị. Đó, ở đây đầu đường á, thì chúng ta sẽ có là một cái trường học là trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đây, trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm ha. Đấy, rất là nhiều tiện ích ở cái khu vực này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái công ty Vina. Đó, chuyên về sản xuất giày dép túi sách đó quý chị. Đấy, này chúng ta đang đi trên đường này là gọi là đường Quỳnh Công Giảng luôn ha. Đó, phía trước á, đây là đường Nguyễn Trãi. Đó, cũng là một trong những cái con đường á, mua bán tấp nập. Đấy, đây chúng ta sẽ có một cái karaoke Mỹ Quỳnh ở đây nha quý chị. Đó,
Đây cũng là một cái địa điểm nổi tiếng ở khu vực thành phố Tây Ninh. Đầu đường ở đây chúng ta sẽ có một con đường Nguyễn Trãi. Đó. Ở đây quý anh chị mình nếu mà mình đi thẳng hướng này là mình sẽ đi ra đường Cách Mạng tháng 8 nè quý anh chị. Đó. Còn ở đây thì chúng ta cứ đi lên con đường Quỳnh Công Giảng này thì nó vừa là có một cái trường liên cấp quốc tế và cũng có một cái trường cấp 3, cấp 2, trường Võ Văn Truyện nha quý anh chị. Đó. Và phía trước đây chúng ta sẽ có là trường trung cấp quốc tế IGC. Đó, từ nhà mà chúng ta đi ra đây là khoảng 5 phút thôi. Nên quý anh chị mình có con em thì mình về đây mình đầu tư rồi mình cho vừa ở cho con em nó ở rồi mình vừa có phòng trọ để cho thuê. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Thì video của em Hậu đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.